Tối ngày 13 tháng 5, tại công viên Quảng Trường, huyện Vĩnh Tường tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng công nhân năm 2023 và 82 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Dự chương trình có đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng huyện Vĩnh Tường năm 2023, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện và đông đảo nhân dân. Tham dự buổi giao lưu có các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, dân vũ đến từ các xã Ngũ Kiên, Tân Phú, thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường. Với gần 20 tiết mục ca, múa nhạc, dân vũ đặc sắc có nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam được chuẩn bị chu đáo, dàn dựng công phu, chương trình đã tạo ấn tượng mạnh trong lòng khán giả, thu hút được đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện đến xem và cổ vũ. Chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng huyện Vĩnh Tường nhằm cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao quyết tâm chính trị, đoàn kết, hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần từng bước xây dựng chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần cho nhân dân huyện nhà. Theo kế hoạch, trong tháng 5 vào ngày 27 tháng 5 năm 2023 sắp tới, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ tiếp tục tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng tạo không khí vui tươi, điểm văn hóa lành mạnh phục vụ nhân dân tại công viên Quảng Trường huyện.